Để tiếp tục phục vụ cho bà con về cái cây chanh dây thì hôm nay mình sẽ quay clip cho bà con biết về cái kỹ thuật tưới nước bón phân cho cây chanh dây và đồng thời đó là làm cành luôn. Thì hôm nay sẵn đang tưới nước đây với bón phân đó là sunfat với kali và cái dịp mùa nắng cho cái cây chanh dây. Thì bà con xem đi, đây là cái clip mình quay trực tuyến cho nông dân hôm nay đang tưới nước. Bà con có thể xem xảo và quan sát. Là clip hoàn toàn với một vườn chanh 2 năm rất là tốt, rất là bền cho cái kỹ thuật chăm sóc của nông dân. Nên bà con cứ thể một phần trăm có thể ăn được tới 3 năm, không cần nhất thiết là 1 năm rưỡi hay 2 năm. Nếu chúng ta chăm sóc kỹ nó không bệnh tật á, thì nó sẽ ăn tới được 3 năm. Đây là phần trăm đúng 3 năm, năm nay năm thứ 3 nên bà con cứ xem tham khảo. Giếng là giếng khoan hả anh Hùng? Giếng khoan hả? Đào à? Cái chanh của anh đã nha. Đúng bài á. Cái hôm có trái đúng đẹp luôn nha. Bài hôm trái to lắm, trái nhiều lắm, hay lắm. Năm nay hết rồi đó. Bài hôm trái khiếp lắm. Bỏ phân gì luôn á? Cali sinh phát. Cali sinh phát luôn. Bài hôm chưa phải trái đâu. Đã ghê nha. Chị Thương mới kêu 9 ngày chưa tưới mà. Dạ. Đúng đẹp nha. Mứt nó to lắm, nó to bự lắm. Đang trồng thêm vô à? Không, gốc này vẫn ăn tốt á, anh thấy vẫn ăn tốt á nha. Nhiều người 1 năm rưỡi cõi rồi. Đúng 1 năm rưỡi cõi, nhiều vườn cõi luôn á. Mà vườn này 2 năm là đã rồi, chắc nó ăn được 3 năm á. Dạ. Còn cái đám bên này của Căng làm à. Phải nhớ đi học cái gì mà.
Đây anh mới làm sàn, anh mới bứt dây xuống nè. Bông không thấy bông nhiều nha, mình bông bắt ngát luôn. Không, đợi hôm nay nó khó chịu quá, lặn mưa bắt tường quá. Mùa này nói có chanh bán sướng này, mùa nắng thì giá ngon. Chị Lương kêu khúc đây mà bán 70-50 triệu thấy khiếp rồi đó, thấy lời. Dạ. Yeah. Mới có 2 xào á. Dưới teo nhiều lắm, dưới chị Hương như đang làm cành teo nhiều lắm. Dạ, mới tưới là cách mấy đây mấy ngày mấy. Làm kịp có hai người làm kịp. Sao mà chín hết đi ha. Tại năm tiêu ung dưỡng hay ngon ghê á. If you like this video, please subscribe to Kidzee Fun for more fun videos. Thank you for watching. Bye bye. Cho lần này thấy nó cũng nhàn quá. Nhàn quá. Trong cái này thì nó nhàn lắm. Nó làm nó làm nhẹ chứ không có làm nhẹ. Còn mát nữa. Tiền. Tiền ngày rất là có tiền. Ngày bèo lắm cũng được. Nếu ít nhất cũng được vài chục hay cả trăm. Nếu anh dài ngày cũng được ít nhất cả trăm ngàn nữa. Đó, thì không? Trăm ngàn cũng khỏe rồi. Anh bán được năm ngoái với năm trước là nói chung là ngon á, năm nay thì chưa biết sao, năm nay nó còn hơi lên bên quá. Mà ngoái nhà em mua năm năm vừa rồi đó, năm vừa rồi anh hái trái này vô cái mùa mưa nha. Dạ. Còn thu lại vô tháng 4, tháng 5 là bắt đầu anh hái rồi lấy có trăm năm thì mới ít thôi. Anh bán tới thời điểm có khi 4.000 ký, 5.000 ký, 7.000 ký cuối rồi đó. Anh bán đây là 5.6 ký. Đây là dữ rồi á. Chứ biết sao không, cái năm ngoái em với anh Phát đi mua á, là em mua tới 20. Có đợt khúc quá không? Hôm mua 27 nữa kìa. Cái đợt khúc mà tháng cũng tháng này nè, Tết xong rồi. Tháng này 27 luôn. Tháng này là nó sốt chắc. Dạ, mà năm nay là không sốt. Khác là nó mua là nó mua canh 1 không à. Dạ. Canh múc nó không mua được. Dạ. Nó khó. Khác là đi hàng siêu thị là không à. Đi hàng siêu thị. Em mua giá cao thì cũng được. Ví dụ như đó thì trên hơn tới 4-5 giá mà thì anh mua vẫn ổn hơn. Ông nói anh phá đám cài xong rồi thấy anh nhân dây là nghĩ anh chầm nhân dây rồi anh chầm đúng thời điểm luôn á. Trời không mà anh nghĩ trên 5.000-6.000 thì ổn hơn, 10.000 là ổn nhất rồi á. Tươi luôn, tươi hơn cây cà luôn. Dạ. Nó đâu có rộ đâu, cứ ngày hái liên tục. Bờ bút năm ngoái anh tính bà từ sốt cái tháng 11 đến 6 đó, má mua tháng 6 đó.
con lắm chút. Có một cây kia 38 trái mà bán được 1.3 triệu treo á, thì ở nhà bán muối nhà luôn mà để treo luôn 38 trái 1.3 triệu thì sướng luôn. Nước cái mạnh nha, cứ sướng á. Mấy hôm nhà em tưới toàn của con sáu ánh như cồn. Bữa nay em ông tắm nấu mới con cái giếng của ổng lên tưới cũng sướng lắm. Tưới rồi, em con xong rồi mà. Tưới tả lắm. Ào ào. Như mọi hôm kéo suối lên thuộc thấy nước xiêu 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 thấy mẹ. Tưới lên. Dạ. Cái giường sau nhà có đá, trên dây có đá không? Có rồi. Mới có 5 tháng à. Được, chanh em do anh hai anh trồng toàn chanh đỏ. Có mấy chanh tím à, trồng đỏ không à. Trồng có mấy dây tím à. Em mới trồng có 1 dây, 1 tháng rưỡi có bông à, có trái rồi. Ừ, có 1 dây đó. Độc thiệt luôn á chứ. Em kêu 1 tháng rưỡi là mày có, ra coi đúng 1 tháng rưỡi luôn. Bữa anh trồng giống đài loan đó, lấy thử về anh trồng. Đây chăm nhanh thì 3 tháng, đúng 3 tháng em thấy bói rồi. Nói chăm nhanh. 3 tháng rồi. Dạ. 3 tháng mà chưa bông biết luôn. Mới lên nè. Chăm anh hồi đang trồng đây là tháng 5 mới có 8. 2 ốc khác nè, đi rồi. Đẹp á.